Một gia đình bèn thế ở Giang Nam. Ông chủ Tô đã có 4 người vợ. Kính mừng ông chủ hội phủ. Cha tôi qua đời rồi. Hả? Cô là ai vậy? Tôi tên Tử Đào, là vợ thứ 5 của ông chủ. Mỗi người một câu chuyện bi kịch. Cô nói dối. Bà dựa vào đâu nói tôi không phải gì sao? Rốt cuộc cô là ai? Cô ta chính là yêu nữ. Gia đình Tô gia đứng trước nguy cơ tàn sát lẫn nhau. Không xong rồi, không xong rồi. Không phải tự sát mà là bị mưu sát. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đâu là nguyên nhân? Nói tôi biết đi, tôi có thể yêu cô không? Đón xem cuộc chiến hồng nhan phát sóng hàng ngày trên kênh MOV.